Xin chào các anh yêu thích bật lửa đẹp của Ambeshop. Em xin làm clip giới thiệu đến các anh mẫu bật lửa Sipo. Mẫu này có mã hàng là Z197. Mã hàng em để trên góc trái màn hình. Khi mà gọi điện đặt hàng thì các anh vui lòng nhớ chính xác mã giúp em, để bên em biết chính xác các anh muốn hỏi về mẫu nào. Bởi vì là nhà em quảng cáo rất là nhiều, chính vì thế là nó sẽ các mẫu gần giống nhau rất là nhiều. Chính vì vậy là rất là dễ bị nhầm. Và nếu mà gửi nhầm cho các anh thì cũng sẽ rất là mất thời gian của các anh. Chính vì vậy là để bên em gửi chuẩn thì các anh cứ nhớ hộ em mã sản phẩm nhé. Mã sản phẩm em để ở trên góc trái màn hình. Cái mẫu này có mã là Z197. Các anh cũng có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là Z197 để xem hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau nhé. Một mẫu đến từ Zippo và mẫu này là chất liệu satin. Đây là mộc đáy, mộc đáy rất là sắc nét luôn. Các anh vui lòng bật chế độ Full HD lên để xem sắc nét hơn nhé. Đó, khác hình con bọ cạp, khác hình con bọ cạp, khác sâu nhé, nên là không, các anh không sợ bay mất đâu ạ. Và logo Zippo ở phần viền này còn được mạ vàng nữa. Đó, ở đây là cốt đồng các anh nhé, mẫu sản phẩm cốt đồng và được mạ satin. Đây là bánh xe này, anh có thể quan sát hộ em bánh xe, buồng đốt, buồng cam, sợi tim cũng như là lưỡi gà rất là sắc nét. Cái mẫu này cũng giá khá là bình dân, chính vì vậy là phù hợp với rất là nhiều anh luôn. Đấy, đây là mộc đáy cũng như là ruột đó. Cách sử dụng thì cực kỳ đơn giản thôi, có rất là cái mẹo vặt hay rất là nhiều luôn chia sẻ trên kênh YouTube của Ambe, thì các anh có thể bấm đăng ký kênh để theo dõi nhé. Đấy, tiếng kêu cũng khá là hay cho một cái mẫu chất lượng giá khá là bình dân. Tuy giá bình dân nhưng mà chất lượng vẫn là tốt nhé. Em xin lưu ý với các anh là tất cả các Zippo thì đều chung một chất lượng, chính vì vậy là các anh hoàn toàn yên tâm ạ. Ngoài ra thì mặt sau trơn như thế này, các anh có thể khắc tên hoặc là hình ảnh của mình lên đây. Khi mà các anh có yêu cầu này, các anh vui lòng yêu cầu với nhân viên khi mà đặt hàng nhé. Đây, anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng gọi lại cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình, hoặc là đặt mua số điện thoại bên dưới, comment ở bên dưới. Ở bên em sẽ có nhân viên giao hàng liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể là đặt mua luôn ở trên website giúp em nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.